Vâng, chào toàn thể anh em audio. Phạm Thức Audio kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, trong video ngày hôm nay, khoe đồ một tí và quay quảng cáo, giới thiệu đến quý vị các bạn chiếc EQ GVC 770 mà rất nhiều người đang săn lùng và sử dụng nó. Bởi vì nó có cái tính năng rất hay là có một cái nút volume. Bên cạnh cái video này thì cũng thông báo với bác là một bác đã đặt bên em đôi loa Boss 701 hai lỗ, thì hàng đã về đây nha bác nha, và sẽ ghép cho bác thành con với con đờ nông 890D. Thì bây giờ em xin phép được quay vào vấn đề video ngày hôm nay, đó là chiếc EQI GVC 770. Đấy, nhìn video này các bác cũng biết luôn là sản phẩm này bên em cũng nói rõ và quay rõ cho quý vị các bạn xem. Chiếc EQ này là chiếc EQ bãi, hoạt động hoàn hảo. Nhưng mà cái góc cạnh của cái bo này nó hơi sần sùi một tí. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó bị xước sát do vận chuyển. Đấy, đây một tí này. Các cái cạnh này, một chút xíu này, các bạn nhìn thấy chưa? Nói chung là với em thì nó không được đẹp lắm về cái mặt này. Đấy, các cái điểm này. Còn lại toàn bộ đằng sau và ruột gan của nó thì em đảm bảo quý vị các bạn không thể chê được nó. Chế độ hoạt động của nó là hoàn hảo. Em đã test rất kỹ rồi. Hiện tại em đang đấu trực tiếp với đẩy Crown T7, không qua một bất cứ một thiết bị nào cả, và cắm trực tiếp tín hiệu mạng từ trên mạng xuống. Cấu tạo của chiếc EQ này thì chả có gì là gọi là sang chảnh cả. Nó chỉ có 7 dây tần của một vế thôi, không có nhiều. 1, 2, 3, 7 dây tần một vế. Nhưng tại sao nhiều người ưa chuộng nó? Bởi vì là cái nút chỉnh bắt tép này của nó đưa cho âm thanh lên rất tốt. Bởi vì dòng GVC này chính là dòng Victor, Victor sản xuất. Mà về nói về EQ thì Victor nó là bảng đứng đầu, không có đối thủ. Về chất lượng âm thanh của EQ là của Victor nó là đẳng cấp nhất. Và khi nó xuất cho thị trường nước ngoài, nó không còn thị trường trong thị trường Nhật nữa, thì GVC, Victor nó được đặt tên sang là GVC để phân biệt. Cũng như kiểu là người Việt Nam, sống ở Việt Nam thì gọi là người Việt. Còn người Việt Nam mà sang nước ngoài sau khi về nước thì người ta gọi là Việt Kiều. Đấy, nó thay mỗi cái tên đấy thôi. Mặc dù vẫn là Victor, một sản phẩm đến từ nước Nhật. Chiếc EQ này được thiết kế hai dải, hai bên là hai bóng đèn này, hai cái đèn này. Đấy, hai cái đèn nhảy. Đấy, nó nhảy, nhảy nhúc nhắc luôn. Nhảy lung tung, nhảy loạn xạ luôn. Mỗi một dải tần bên dưới này tương đương với một cái nút chỉnh bên trên, và có một đèn cần một bên là đèn cần tổng, tín hiệu to tổng. Bên cạnh nó thì có sử dụng thêm một cái nút chiết áp, và nút chiết áp này thì rất nhiều người thích. Hiện tại bây giờ tại sao em đang ghép với một chiếc đẩy Crown mà không ghép thêm vào âm ly hay gì cả? Bởi vì lý do đơn giản nhất là nhiều người đang dùng những cái cục bao của Nhật, ví dụ như là cục Pioneer đấy, M90 hoặc là CM73 1008 mắc đôi, hoặc là mấy cái dòng Onkyo thí dụ như là 506 chẳng hạn, MR, thì là những cái cục đấy nó thiếu cục rè chẳng hạn, thì anh em mình có thể mua cái con quai này về làm cục rè cho ra chất âm rất tốt. Đấy, và xử lý của nó rất đơn giản bởi vì nó có nút to nhỏ này. Nói cách khác, con EQ này chính là một con rè bản, một phiên bản rè được chia ra thành các nhiều dải tần để cân chỉnh, và nó có đèn hiển thị rất đẹp, chỉ thiếu mỗi nút lau lướt so với những chiếc rè. Đấy, đúng là Crown quánh với bầu rất hợp luôn, cho ra chất âm rất tốt, kể cả cái quai này đến chỉnh âm sắc rất mạnh nên là cũng rất hợp với bầu. Khi chiếc quy này đi nhạc qua, đi qua và đi ra đi vào, âm thanh của nó khác nhau một trời một vực. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đây, đây là qua quai không có quai này. Âm thanh nó lên phải to gần như gấp 3 chứ không phải gấp đôi nữa. Đấy, mình nói luôn về cái giá cả của nó luôn các bác nhá. Em máy em bao zin toàn tập rồi, em sẽ quay ruột gan vào đằng sau cho quý vị các bạn xem. Nhưng bởi vì cái vết xước này, để tránh cái tình trạng mất thời gian của quý vị các bạn phải xem đến đoạn cuối cùng mới biết được giá, thì đây, ngay đầu video em xin phép được công bố giá luôn cho quý vị các bạn, là chiếc EQ này em chỉ bán với giá là 4 triệu 3.
4,3 triệu cho một bản EQ, hàng bãi, zin toàn tập và bị xước các cái đỉnh như này. Đấy, bác nào yêu thì liên hệ đến bên em. Nắp thì rất đẹp rồi, không chê trách được tí gì. Đấy. Ruột gan thì cũng cấm chê. Sự hoạt động của nó là hoàn hảo, chất của nó là chất bãi, bụi bãi vẫn còn nguyên. Và máy này bên em xin phép được bảo hành cho quý vị các bạn trong vòng 1 tháng. Nếu lỗi lầm gì bên em, nhớ là các bác trong thời gian bảo hành thì xin phép đừng tháo ốc ra nhá. Đấy, không được tháo ốc ra. Đây là cục pin nhớ của máy này. Đấy, máy đây. Chiếc EQ này cũng rất dễ tiện và sử dụng cho quý vị các bạn, bởi vì nó sử dụng đa cầu điện từ điện 100 đến 220V. Mã seri của chiếc quai này là 4381. Công suất của con này là 25W, bởi vì nó có nút chiết áp nên khi bạn to hết cỡ, công suất của nó lên được đến 25W. Đây là các đường cổng tín hiệu vào, ra, vào và ra. Máy móc em dám cam kết bao di toàn tập cho anh em nhé. Đây là phần đế của chiếc EQ. Khi anh em mình muốn chỉnh từng vế một thì anh em mình tắt cái nút này đi. Thì anh em mình chỉnh từng vế một luôn, không liên quan. Đấy, chỉnh vế nào ăn vế đó. Còn nếu như anh em mình muốn chuyển, bấm như này để chỉnh cả hai bên luôn, thì bấm vào đây, cái đèn này sáng lên thì bấm nó sẽ nhận cả hai bên. Bấm muốn lưu lại một cái bản mà mình đã cài như này thì bấm vào nút này này, đấy là nút Metro. Xong bấm vào cái dòng này ABCD. Đấy là bấm vào A, đã nhớ vào A nhá. Đây. Đấy. Em lưu một bản cho các bác xem. Metro C. Rồi. Bấm vào C, đã nhớ. Ok. Vâng, xin nói một chút về thông số kỹ thuật để các bác tìm địa vị trí địa điểm để lắp ráp. Cái thứ hai nữa là cũng nói về khổ rộng khổ dài của nó để quý vị các bạn cũng tìm được những chiếc âm ly của mình để có thể đặt lên cho nó vừa khít khỉnh khỉnh luôn. Thì chiếc quai này được sản xuất vào những năm 1988 đến năm 1989 và với giá xuất xưởng của nó là 49,8 nghìn yên. Đây là một giá mức giá và mới giá trị của nó rất chi là thực. Cái thứ hai nữa là cái độ rộng của nó về mặt này của nó này là 43,5, đặc trưng của dòng GVC mà mặt đen. Và cái thứ hai nữa là nó trung thành với khổ săn xui. Đấy, thế nên anh em mình trước khi đi mua quai thì cũng có thể là lấy cái thước đo cái chiều rộng này của âm ly. Ví dụ như là con săn xui 7070 chẳng hạn, đấy thì là khổ là bao nhiêu, thì anh em mình lựa chọn những chiếc EQ có thể cái chiều rộng của nó bằng như thế để mua, làm sao cho nó hợp lý. Hoặc với chiếc GVC này thì nó kết hợp rất hợp với dòng đờ nông này, hoặc là dàn săn xui ví dụ như 707 607. Đấy là cho chất âm rất tốt, bởi vì dòng săn xui 607 707, những cái dòng rẻ tiền đấy mà sắt đấy thì là chất âm của nó hơi khô, thì cần phải có EQ để có thể mình nắn chỉnh âm thanh để làm sao cho âm thanh nó mềm mại đi, rồi bắt đầu cho vào cục kích kích lên thì âm thanh mình nghe sẽ rất tốt. Tại sao nhà hàng xóm bật nhỏ nghe nó vẫn hay, bật to nghe cũng đã, vì đấy là chính vì nó đang có EQ. Còn nhà mình đang chưa có EQ, hãy mua cho bộ dàn nhà mình một chiếc EQ đi. Và chiều cao của chiếc EQ này là chiều cao của nó là 10 phân, chiều cao rất đẹp, rất tương đương với những chiếc âm ly để đặt làm sao cho nó hợp lý. Và độ sâu của chiếc EQ này là 31 cm, cân nặng của nó là 4,2 kg. Và cái giá của nó như lúc nãy em vừa nói rồi, 4,3 triệu. Anh em nào chung kết liên hệ đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định, gặp Phạm Thức Audio. Xin chào và hẹn gặp lại với quý vị và các bạn. Nghe một chút nhạc để chia tay nhau.